Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn trang phục thể thao Aeon Việt Nam vào lúc 14 giờ chiều nay. Lượng lớn nước thải được xả trực tiếp ra môi trường, trong khi lực lượng bảo vệ của khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B và nhóm phóng viên liên hệ trực tiếp với một số cơ quan chức năng. Sau hơn 2 tiếng, vẫn chưa thấy đơn vị nào có mặt tại hiện trường. Lượng nước chưa qua xử lý đã theo đường cống thoát nước chảy ra kênh trên phường Dị Sử rồi ra hệ thống sông Bắc Hương Hải.